Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình trở lại trại dê của em Loan. Thì em đang trong lúc mà em đang xe cỏ các bạn ơi, chuẩn bị là phối trộn thức ăn cho con dê. Thì hiện tại thì em đang áp dụng cái công thức phối trộn thức ăn của riêng mình. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ lên đây để mọi người cùng tìm hiểu thêm về cái công thức phối trộn thức ăn nhé mọi người nhé. Cái trại này là trại nhà các bạn ơi, và mấy công nhân thì cũng là người nhà thôi, chứ cũng không phải là thuê mướn gì hết à. Thì vừa rồi cũng có bạn nói là làm thấy nhiều công nhân quá, rồi không đủ chi phí để trả công nhân. Nhưng mà cái trại này thì thực ra là hiện tại là đang làm thêm đó các bạn. Công việc chính vẫn đang là đi khai thác mũ cao su nha các bạn. Rồi, cái này là thành phần để mình phối trộn đó các bạn. Bao nhiêu ký muối hột? Nửa ký muối hột cho bao nhiêu ký cỏ? 90. Rồi, còn cái cám này sao? Cám này cám bột bắp. Bột bắp với cám. Năm ký bột bắp, 1 ký cám. Đây là lý mật nha các bạn. Bao nhiêu rỉ mật? 2 lít. 2 lít. 2 lít pha nước ra rồi á. Pha nước rồi, hỗn hợp rỉ mật là phải pha nước loãng ra rồi các bạn. Cho khoảng cho hình đều khoảng 5 phút là cho ra được. Bộ máy này là máy tự chế các bạn ơi. Đây các bạn ơi, hỗn hợp sau khi trộn xong như thế này nha các bạn. Cám với lại bột bắp với vị mật thì nó đã dính vào cái cỏ rồi các bạn ơi. Cho nên con dê nó ăn nó sẽ không có lựa ra được nữa. Nó không có lựa được. Nếu mà mình để cắm viên mà không có trộn thì nó sẽ lựa, nó ăn cắm viên các bạn ơi. Còn này máy trộn này thì nó sau 5 phút thì nó cắm viên nó cũng bể ra hết rồi các bạn. Ở đây nè. Nếu mà các bạn mà trồng cỏ các bạn thì mình nên trồng rất là nhiều loại cỏ nha. Bữa thì đợt trước thì xây cỏ voi, nhưng mà bữa nay thì xây cỏ xả các bạn. Cỏ xả này là xả lá lớn.
công thức này thì các bạn ơi, nó vừa có cái vị mật nè, nó ngọt ngọt nè, rồi có muối hột, nó mặn mặn, thì con dê nó rất là khoái ăn nha các bạn. Đây là cái khẩu phần mà con dê nó rất là thích. Thì các bạn cứ xay nhuyễn ra vậy thì con dê nó ăn nó sẽ không có lửa ra được đâu. Còn nếu chúng ta mà chặt lớn quá thì con dê nó sẽ thừa ra. Cái tổng đàn của mình ăn một lần hết bao nhiêu ký cỏ này? Là hết 300 ký, hơn 300 ký anh. Hơn 300 ký cỏ. Đây là ri mật nha các bạn. Cái ri mật này thì 100 kg cỏ tươi thì mình dùng bao nhiêu ri mật này? 100 kg là 1 kg nguyên là chỗ nó là tính nguyên, nguyên cái ri là 1 kg. 1 kg, 1 kg ri mật với 100 kg cỏ tươi. Pha nước nha các bạn cho nó tan cái ri mật ra. Cái công thức mình phối trộn cái cám này cụ thể như thế nào em? Cái cám là mình cho bình quân mỗi một bữa ăn là 15 ký cám bắp, 15. Với lại 5 ký cám tre, cám viên, với lại thêm phụ phẩm là men tiêu hóa với lại khoáng. Men tiêu hóa, khoáng, muối hột. Rồi tất cả các thứ đều được trộn vào thức ăn hết nha các bạn. Vâng, thưa tất cả các bạn, trên đây là những gì mà mình chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay. Đó là cái công thức phối trộn thức ăn giữa cỏ tươi và một số thành phần dinh dưỡng khác. Và đặc biệt chú trọng đến cái thành phần tinh bột nha các bạn. Tinh bột, khoáng chất, men tiêu hóa, muối hột. Và riêng cái trại dê của em Loan thì em đang sử dụng cái rì mật để bổ sung thêm cái chất dinh dưỡng cho cái đàn dê của mình. Hiện thì đàn dê của em là trên dưới 200 con. Và em cho ăn một ngày 2 lần các bạn ơi. Một lần là trên dưới 300 kg thức ăn. Và đây cũng là cái quy trình áp dụng thức ăn của trại dê em Loan. Thì các bạn nào mà có những cái phương pháp nó hay, nó hiệu quả hơn thì mong các bạn đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ lên để mọi người tham khảo thêm nha các bạn.
Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người cũng đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh Nông nghiệp Sạch TH. Mình sẽ cố gắng đi sưu tầm những cái kiến thức và kinh nghiệm về cái lĩnh vực chăn nuôi dê của những người đã và đang chăn nuôi. Và mình thấy hay thì mình sẽ chia sẻ lên tất cả mọi người. Mong mọi người quan tâm đến cái kênh của mình. Và xin chúc cho bà con chúng ta, mọi người ai chăn nuôi thì sẽ được thành công hơn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video sau.